Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ. Thì hôm nay mình đang ăn Tết ở nhà cha mẹ của mình nè các bạn. Thì mình qua đây cũng lâu nhưng mà gia đình cũng ráng giữ cái nguồn gốc, cái tập quán của người Việt mình. Thì mình cũng ăn Tết, cũng làm cái như cái party, cái dinner party nhỏ nhỏ ở gia đình vậy thôi. Nhà mình thì thường thường không có mời ai hết các bạn, ở trong gia đình là đã đông rồi. Này các bạn thấy không, nhà mình cũng có mai, cũng có bao lì xì, cũng có trái cây, ăn thịt kho giống như là cũng ở Việt Nam vậy các bạn. Này các bạn thấy cái mai này không? Cây mai này á là mai thật chứ không phải mai giả nha các bạn. Mai này mai Mỹ, mai vàng, mai thiệt á. Còn có cái mai cái lá bự này là cái gì, cái giả mà mẹ mình bỏ vô nè. Tội nghiệp mẹ mình lắm bạn. Năm nào á thì mẹ mình cũng làm cây mai, đi ra ngoài vườn á, cắt cái cây này vô, bắt đầu gắm mai vô, rồi mua bông, mua đồ trưng, kiểu như muốn cho con cái nhớ lại cái phong tục của người Việt mình vậy đó. Rồi ở đằng kia bây giờ gầy sòng rồi kìa, đằng kia là bây giờ chơi bầu cua. Thì mình ở đây mình chúc Tết các bạn một chút xíu, mình sẽ lại mình chơi bầu cua với ở nhà. Mình cũng đã chuẩn bị cái chuẩn bị nè các bạn, cái này là cái phần mình chuẩn bị chơi bầu cua nè, chút xíu là mình lại mình chiến đấu á. Thì năm mới mình muốn cảm ơn các bạn, những tấm lòng mà các bạn đã dành cho mẹ con mình, những người đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Mình cũng chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe, mọi việc đều may mắn, gia đình hạnh phúc, và nhất là sức khỏe nha các bạn. Sức khỏe rất là quan trọng, cho nên mình chúc mọi người đều khỏe khoắn, bình an và hạnh phúc. Tiền thì vô ào ào luôn nha các bạn. Thôi thì mình lại mình chơi đằng kia chút xíu. Mình chào các bạn và hẹn các bạn vào cái video kế tiếp. Bye các bạn nha. Cho các bạn coi sơ lại một chút xíu. Các bạn thấy không, bao lì xì đầy luôn, đầy cây luôn. Còn có một mớ này mình chưa có bỏ vô kịp nữa nè. Mình mới cái này là tự phát, hay những cái người tự phát mình mới vừa bỏ thêm nữa nè. Với lại số cạo, cái này là số cạo. Cũng có mứt, các bạn thấy không? Mứt chùm rùa, đầy đủ hết. Thôi mình đi nha các bạn, mình lại mình kia mình chiến đấu với mấy người kia để hồi người ta chơi hết, người ta không có tới phần mình. Thôi mình bye các bạn nha, chúc các bạn có một năm mới thật là hạnh phúc và may mắn. Nhớ là đừng có uống rượu lái xe nha, coi chừng bị phạt. Bye các bạn.
Ha 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 ha.